camera rất là sao chị chỉ em mấy phút mà qua bé nó té. Hôm qua bé đi học về 4 giờ rồi ba bé mới kêu bé ở nhà viết bài đi, rồi bé không có viết mới đi ra ngoài chơi, thì cũng chạy vòng qua vòng lại rồi bé mới tính xuống sông rồi thấy có ông anh đang câu cá, rồi bé không có xuống, đợi ông anh câu cá xong rồi đi lên thì bé chạy xuống, bé chạy xuống rồi bé mới lấy cục đá á điện xuống sông cái đầu tiên điện nhẹ, rồi bắt đầu chở lên lấy thêm cục đá thứ hai nữa liệm xuống nữa, rồi xong rồi quay qua lên lấy thêm cục đá thứ ba nữa bự, cái đứng ở dưới cái quay cái tay cho thiệt mạnh đó, đặng lấy sức cho cục đá xa đó, mà vừa quay ấy xong là bé gớt xuống dưới sông luôn. Rồi thấy bắt đầu cái ba nó hồi về chở anh nó đi chích thuốc đó, rồi về mới hỏi thằng Hòa đâu rồi, rồi bắt đầu đi kiếm tới luôn kia không thấy, mới nhìn xuống dưới bến là có đôi dép nó, rồi mới ba nó với chồng chị với mấy người ở sớm mới phóng xuống lặn xuống kiếm Hòa, mà kiếm mấy Hòa mà không thấy. Rồi chị thấy chị nóng giận, chị chịu không nổi, chị mới chạy xuống cái dung đặng chị kiếm thợ lặn đặng mò cháu ông đó, ông già rồi, rồi ông nói tối rồi thôi ông không có lặn, rồi có người kia nữa mà người kia đi đâu rồi, là người ta nói ban đêm thợ lặn đó, người ta không có lặn. Rồi một hồi tối lại thì có 114 xuống, mấy đứa em nó xuống cũng cả chục người đi vô trong ngọn đó đặng mà kiếm bé Hòa, nhưng mà không thấy. Rồi về đây rồi lặn xuống kiếm nữa lần thứ hai nó cũng không thấy bé Hòa. Là nhà mình là đối diện cái chỗ bé té luôn hả chị? Nè nhà chị nè. Dạ. Đó đó. Chị là khi mà mình tìm rồi không thấy mới chiếc xuất camera ra kiếm. Rồi không, cái chị quên vụ camera chị đi, cái thằng anh đó đó nó cũng khờ khờ nha, cái nó mới nói bà Tư coi camera, bà Tư có con của em có con không? Cái nó, chị mới nói camera bà Tư trong nhà không, mà con đâu có ra tới ngoài đường. Cái chị đâu có ngờ gì đâu, cái tối lại 7 giờ mấy chồng chị vô coi vô tiếng, xong cái chồng chị nó ổng mới mò kêu cho bằng được coi thử cái được không, có mò ra ổng thấy nè nè Hòa nè em, cái nợ gì anh đem ra ngoài cho anh ta coi đi, mới đem coi đưa cho công an này kia coi, là cái công an kết bạn với chồng chị mới gửi qua cho công an coi đó. Rồi cũng hỏi số điện thoại chồng chị nữa, cái gì chồng chị qua nói. Lúc đó là 7 giờ mấy rồi mới chiếc xuất camera lại. Bảy 7 giờ mấy rồi mới coi camera lại. Thì mới phát hiện là bé nó chơi rồi nó lụm đá nó liền á cưng. Nó chạy xuống sông á, nó liền. Nó liền hai cái đầu nhẹ, cái sau cái nó quay cái tay cho thiệt mạnh nè. Đặng nó lấy sức đó, cái quay mạnh quá cái lọt té xuống tới luôn. Cái thứ ba là nó quay làm sao rồi bắt đầu là nó có chớn nó chạy dưới luôn. Cái nó lật xuống đây luôn chứ không có nó lật. Mà nước đang chảy vô, nước lớn nữa, sóng lớn nữa. Nước chảy vô, giờ đó 5 giờ mấy. Đi ra nó 5 quay giờ cái tay mấy sao là nó lật ngửa ra xuống dưới sông luôn. Nó quay mạnh quá trời đó, nó quay cái tay nó mạnh đó, đặng lấy sức cho cục đá tuốt còn xa đó. Mà nhà đâu té. Mà trước khi cái mà cuối cùng ha, nó đang quay rồi nó đầu nó ngó ra ngoài sau, nó nhìn vô nhà nó ăn cái nữa. Trời, giỡn ốc vậy. Nó nhìn vô nhà nó như nó nhìn vô coi có ai vậy này kia ở ngoài sao không nha, cái bắt đầu rồi cái bắt đầu nó té xuống luôn. Cái đó nếu mà nói mà giống như mà về tâm linh đó là có người là nắm lôi đi mà nó nhìn vô nhà cái lần cuối rồi nó đi luôn. Chắc nhìn vô nhà lần cuối đó, nhìn vô cái rồi đi. Nhưng mà nếu mà giải thích theo cái bình thường thì nó quay cái tay gì là cái chớp của nó quay ngược vô nhà thôi. Rồi cái người nó bật ngửa xuống dưới sông. Cái nhà chớn mạnh nó cưng, tại nó quay mạnh dữ lắm. Dạ. Giống như bị chón á chị, bị chón, quay bị chón. Nó lấy hai sức đó, ở trong mặt. Cái tay nó theo cái chớn, cái tại cục đá nó nặng nữa. Cái nặng cục đá nó bự nữa cho nên nó đưa ra sau là nó bật ra sau luôn. Nó mặc bộ đồ màu xanh lá, sắc mắt nữa. Mà thường nó có hay ra đó mà chơi kiểu như là chỗ đá không, nó, không chơi nước không, nó ít lắm cưng, nó cũng trên bờ không à, có thỉnh thoảng mấy lần nó xuống rồi nhỏ cháu kế bên thấy kêu nó lên, rồi sau bữa đó ba kêu đi họ viết bài đi không viết, rồi ra ngoài chơi rồi đấy camera chị mở ra là nó chạy qua chạy lại, xong rồi cái bắt đầu cái anh câu cá vừa lên xong là bắt đầu nó can, nó bắt đầu cái nó xuống liền. Mà khiến gì bữa đó không có ai chứ, chị thì đi chợ 5 giờ mấy rồi, phải có chị ở nhà chị quyết xăng, chị nhìn là chị thấy chị kêu nó lên rồi. Là khiến sao là cái anh câu cá ảnh vừa đi lên cái lên là nó xuống liền. Bé thì xuống liền. Giống như suối ha. Suối vậy. Rồi đó bắt đầu nó kiếm đá nó liền. Mà giờ đó là khoảng 4 giờ mấy hả chị?
đợi đó 5 giờ mấy rồi? 5 giờ mấy? Camera mình là 5 giờ mấy? Ừ, camera chị là 5 giờ 23 phút. Nhưng mà camera mình gắn lâu chưa chị? Hay là camera chị gắn lâu rồi. Lâu rồi. Cưng muốn coi không, chị lấy điện thoại coi cho. Hồi nãy em có một đoạn bé kia nó chia sẻ qua rồi. Ờ. Cũng là lấy từ bên camera của chị đó. Ờ, bé chị nó chia sẻ qua cho em. Ừ. Từ hôm tối 5 giờ 20 tới giờ này là giờ này mình là gần 10 giờ đêm rồi. À. Nhưng mà buổi chiều hôm nay là cũng có đoàn ghe tàu rồi anh em đi hỗ trợ tìm kiếm nhưng mà vẫn chưa có gặp ha. Tú với trong bờ hồ. Rồi có người đó quen với nhỏ em cũng như cưng đi lại nè, là kêu bằng tâm linh cái gì đó. Là ông kêu hơi cô kêu chồng về đi đừng có đi vô chẩn kiếm nữa, không có có đâu. Ngày mai này là từ 3 giờ tới 4 giờ chiều là thằng bé nổi lên. Nói vậy đó. Rồi chiều tới 4 giờ chiều ngày mai đó là ông này ông nói hay dữ lắm. Nhỏ em này nó nói vậy đó. Là đi về rồi đó. Là cái ông đó ông thầy ha. Ông thầy cái gì đó. Nó nói là ông đó nói chúng với tối chồng chị nằm trên bao là thấy nó ở đằng này nè, tới bên luôn. Nằm bao hồi nãy là có cái nguồn tin là nói cũng có đi coi nhờ trợ giúp về bên tâm linh là nói 8 giờ sáng ngày mai là khả năng là bé sẽ trồi lên. 8 giờ sáng mà xong nhỏ em hồi nãy thì cũng tâm linh đó nói là từ 3 giờ tới 4 giờ chiều đó. Dạ. Thì trước mắt thì mình chờ tới ngày mai. Thì chờ ngày mai đó, ổng lên đó. Chồng về rồi nói là ở đây nè, ổng nằm trên bao, ổng thấy nó ở đằng này nè. Chồng chị ha. Mới thấy hồi tối hả? Mới thấy hồi tối mà ổng không có nói, nó sao không nói đâu, cho người ta lặn xuống ta kiếm không đấy. Biết có cái linh không mà nói ờ thì anh nói đi, miếng kiếm nhớ được không? Linh hay không linh bây giờ ai báo sao thì cũng lặn gì thôi, tại cái phòng kiếm nhỏ mà. Với có ông anh kế này ổng cũng nằm trên bao, ổng thấy nữa. Cũng gần đây luôn. Kế bên nhà luôn nè. Dạ. Mà chưa tới ngày giờ sợ tiếng không nghe thôi. Cái sáng này chị đi chợ thì nghe bà gì đó bà chỉ là mua đồ cúng gì đó, mua cặp đèn với ba ly rượu, ba ly nước, lấy bộ đồ mà té đâu đó thảy xuống đó rồi đốt ba cây nhang. Rồi trước khi chị ra chị cúng thì chị có giấy giữa bàn thờ của quyền chị đó, rồi chị mới đem ba cây nhang đó xuống sông chị giấy và cái chị đốt. Mà bình thường thằng bé là... thì xóm này nó quậy không chị? Không, nó hiền khô và cân nó dễ thương lắm. Giờ thằng anh nó đang ngồi coi cái bàn thờ cúng. Cái này chắc lấy tấm giấy báo hay gì á quấn che cái bóng đèn cho nó đừng có dạ bớt vô, cho nó bớt cái ánh sáng trong cái bàn thờ á, trong cái bàn cúng á, như là mình che cái ánh đèn cho nó bớt vô cái bàn cúng lại. Sáng quá dạ. Cái bàn cúng của con bé nó thì sáng quá không được. Không được đó, lấy cái tấm báo gì đó quấn một bên nè. Vừa kêu chú Thái lấy thì hiếu lấy tấm báo gì che rồi che bớt lại. Dạ, em cảm ơn chị nha chị. Dạ, cảm ơn chị chia sẻ nha. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Dạ. Chị cũng cảm ơn hai đứa cưng cũng dạ. Khổ từ chiều đóng xuống đây. Dạ. Dạ, em cảm ơn chị cũng chia sẻ mà bé nó ở nhà nó mới có 8 tuổi mà chắc nó cũng ngoan hiền lắm hả chị? Nó hiền dễ thương lắm. Thấy trong hình cái mặt nó thấy ghét hết sức luôn mà. Giờ nó ốm mà đã cưng rồi đó, nó uống nu mặt trong quay. Nhìn nó thấy cưng lắm. Chắc nó cũng thường ghé bên nhà chị chơi lắm hả? Nó kêu bà Tư không, nó qua nhà kế bên bên nè cưng. Cũng ít coi nha chị. Rồi sáng này chị có đi vô trong trường, chị nói với cô chủ nhiệm đó. Rồi cô chủ nhiệm cũng có nói phụ huynh với thầy cô cũng gom góp tiền cho. Em nói, em nghe nói là bé bé nó thường ăn cơm với nước tương hả chị? Ăn nước tương không à. Hỏi quà con ăn cơm, vậy nó con ăn với nước tương. Sao con ăn tôm, thịt cá gì không ăn? Nó không chịu thịt cá chứ. Mà anh nó cho ăn tô cơm nó đó lợm nước tương nhá. Thích ăn nước tương? Ăn nước tương gì đó mà uống nu à. Mặt trần quay vậy nó biết cái gì là bao lâu rồi? Ăn lâu rồi. Nghe nói là từ hồi bé mà khi nó biết ăn tới giờ là nó chịu ăn cơm nước tương mà tương chan không gì à. Không đó. Ăn không. Rồi sau này mới đây, sau này mới để cho xúc xích vô ăn. Dạ. Để cho xúc xích vô. Chứ người lần là ăn cơm nước tương không luôn. Không thích ăn món nào khác hết trơn á. Giống như con ai á chứ không phải con nhà ba mẹ này. Chứ sao nít người ta mà đòi ăn thịt ăn cá ăn này kia nó nhỏ lớn nó đòi ăn nước tương là ai giống như nữa. Tương cái đó là điều kỳ lạ nha. Rồi bây giờ cũng có